Mến chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình là Thiên Như, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên trong ngày hôm nay luôn. Và cái câu chuyện này á, mình được cái chị này chị gửi lại cho mình. Thì chị cũng không có xuất hiện ở trong câu chuyện, mà chị được biết là thông qua một người quen của chị kể lại cho chị nghe. Thì cái nhân vật chính ở trong câu chuyện này á, mình kể tới đâu mình đặt tên tới đó hen. Nhân vật đầu tiên á mà mình đặt tên á, thì cái chị này tên là chị Lan. Thì mẹ của chị Lan á, mình kêu bằng bà Tám đi ha. Bà Tám này, cái nghề của bà là từ trước tới giờ bà Tám này theo cái nghề là đi làm gái bán hoa đó. Mình nói vậy thôi thì mấy bạn cũng biết làm gái bán hoa là làm gì rồi ha. Lúc còn trẻ thì bà Tám này là theo những cái tú bà để mà làm nghề gái bán hoa. Còn sau này khi mà bà Tám làm quen, làm dần dần rồi đó, cũng có một lượng khách, cũng có một thế lực nhất định rồi, thì bà Tám này mới chuyển qua là bà Tám làm tú bà. Trong cái thời gian mà bà Tám hoạt động nghề nghiệp của mình thì bà Tám vô tình là bà Tám có mang thai, là mang thai chị Lan đó. Nhưng mà cha của chị Lan là ai thì không có biết đâu. Do đặc thù của cái nghề bà Tám này thì bà tiếp xúc với rất là nhiều người. Bây giờ hỏi ra cha của chị Lan là ai thì thiệt sự là cái bà Tám này bà cũng không có biết luôn. Rồi thì sau khi mà có bầu chị Lan xong á, bà Tám này vẫn giữ nha, chứ không có bỏ, vẫn giữ và sinh ra chị Lan luôn. Sau này á, theo những cố gắng từng ngày của bà Tám này thì từ là một cái người gái bán hoa bình thường, bà Tám đã lên một cái vị thế là bà Tám làm tú bà. Khi này là bà Tám là quản lý rất là nhiều cô gái luôn ha. Nói thêm về bà Tám này thì bà Tám mặc dù làm nghề vậy nhưng mà bà Tám vẫn có bồ ở bên ngoài. Từ lúc mà chị Lan chị sinh ra cho tới lúc chị bắt đầu là chị hiểu chuyện thì chị nói là không biết đã có bao nhiêu người gọi là cha dượng đã xuất hiện ở trong cái nhà của chị. Nhà của bà Tám này là nhà của bà là ở ngoài khu vực Hóc Môn á. Thì sau nhiều năm tích góp, bà Tám bà làm cái nghề này thì bà cũng có dư được một số tiền để mà bà Tám mua cái căn nhà đó. Thì cái căn nhà nó cũng nhỏ nhỏ thôi, ở phía sau thì cũng có sân vườn này kia. Do đất ở ngoài đó thì giá cũng còn mềm lắm nên bà Tám mua được một cái khu cũng khá là rộng. Bà Tám này mặc dù có con gái là chị Lan vậy thì vẫn cho chị Lan đi học bình thường nha. Bà Tám cũng có cho tiền chị Lan đi học, cho tiền sắm sửa quần áo, sách vở này kia, đồ sắm cũng đầy đủ hết. Mà có điều là bây giờ bà Tám bà không có dạy dỗ, không có dạy lễ nghi phép tắc đồ, không có dạy cái gì trong cuộc sống lại cho chị Lan hết trơn á. Chỉ là chị Lan chị đi đến trường, chị học được cái gì thì chị học thôi. Những cái bài học mà chị Lan có được chủ yếu là do đời dạy chị mà thôi. Chứ còn về phần bà Tám thì bà Tám cũng không có lo lắng cho chị Lan gì hết á, chỉ có thải tiền cho chị vậy thôi. Còn tương lai của chị Lan thì cái bà Tám này cũng không có hề quan tâm tới, để mặc cho chị chọn lựa muốn làm gì thì làm hà. Cái năm đó là năm chị Lan được 17 tuổi nghe. Năm này là bà Tám này lại dẫn về nhà một cái ông cha dượng khác. Thì cái ông cha dượng lần này không biết là cái ông thứ bao nhiêu rồi, chị Lan chỉ nhớ không có nổi nữa. Thì cái ông cha dượng này tướng tá của ổng cao to dạm dở lắm, ổng cao chắc cũng cả 1m8 luôn. Tướng thì cao như vậy, người thì cũng đô bự luôn. Có điều là cái ông cha dượng này ổng cũng không phải là một người đàng hoàng. Là ông này ổng chuyên gia là ổng đi đá gà, với lại là ổng chơi cờ bạc. Đó chính là cái nghề mà mưu sinh hàng ngày của ổng luôn, chứ ổng không có làm cái chuyện gì mà đàng hoàng hết trơn á. Từ trước tới giờ hầu hết tất cả những người cha dượng mà mẹ của chị Lan dắt về đều là những cái thành phần bất hảo vậy đó, chứ ít có ai mà đàng hoàng lắm, hầu như là không có luôn. Lúc trước mỗi lần mà bà Tám dẫn về một ông cha dượng thì hai người chỉ quen nhau tầm được khoảng vài tháng thôi thì mẹ lại đổi người yêu, thay giống như là thay áo vậy đó. Nên cứ mà mỗi lần mẹ dẫn về chị Lan chị cũng không có quan tâm mấy, bởi chị Lan còn không được mẹ quan tâm nữa, hơi sức đâu mà chị Lan đi quan tâm người tình của mẹ chứ, cũng kệ luôn hà. Chị cứ sống cuộc sống của chị vậy đó. Hằng ngày buổi sáng thì chị tới trường, chị đi học, năm đó là học cấp 3, học lớp 11, 12 rồi. Buổi sáng thì học ở trường, còn buổi chiều sau khi tan học rồi thì chị sẽ lê la ở các quán xá hoặc là cũng đi chơi đánh pizza. Cái chị Lan này có một cái nghề là bả đánh pizza rất là giỏi luôn. Thì cũng đi chơi với mấy thằng bạn vậy đó. Rồi tới tối khuya mới về nhà. Do mẹ của mình buổi tối là làm việc ở chỗ những cái tụ điểm đó rồi, thì cũng đâu có về nhà đâu. Giờ về nhà thì cũng đâu có ai. Còn về ăn uống là thường là chị này chị sẽ ăn trưa, ăn chiều ở ngoài. Còn ăn sáng thì thỉnh thoảng là bà Tám bả rảnh, bà sẽ nấu đồ ăn từ tối ngày hôm trước để tới sáng ngày hôm sau thì sẽ có đồ ăn cho chị Lan ăn. Nhưng mà cũng hên xui thôi, chừng nào là bà Tám bả siêng siêng thì bả mới nấu, còn không siêng vậy thôi là chị này cứ cầm tiền ra ngoài ăn vậy đó. Do không có được mẹ quan tâm dạy dỗ vậy đó, nên là chị Lan này chị sống cũng vô cảm lắm. Chị cũng không có yêu thương lại mẹ của mình luôn. Mặc dù hàng ngày thì không có bị đói, vẫn có quần áo, sách vở, đồ ăn uống đầy đủ với bạn bè. Mà cuộc sống của chị Lan này sống vậy thì có khác gì người vô hồn đâu. Người thân của mình mà cứ coi như là người dân nước lã vậy đó. Nguyên một ngày trời cũng chỉ nói chuyện có một hai câu mà nói câu sáo rỗng lắm. Giống như là mày ăn cơm chưa, mày tắm chưa. Đó, chỉ nói những cái câu nhạt nhẽo vậy thôi, chứ không có hề hỏi bữa nay con làm sao, bữa nay mẹ như thế nào. Thì hai mẹ con của chị Lan này từ trước tới giờ chưa có từng tâm sự với nhau vậy luôn. Thì bữa tối ngày hôm đó là buổi chiều sau khi mà chị Lan này chị đi học về, thì trên đường mà chị về định là sẽ đi lân la những cái quán xá khác. Mà ngày hôm đó là rơi vô một cái buổi chiều mưa, mấy đứa bạn của chị Lan này không có chịu đi chơi, ai cũng về nhà nấy hết trơn rồi. Thôi thấy cũng buồn quá, có mình mà đi đâu, nên là chị Lan cũng về nhà sớm trong cái ngày hôm đó luôn. Khi mà đi về nhà rồi là trong nhà trống quơ trống quát không có ai ở nhà hết trơn á. Vì giờ này là mẹ của chị Lan đang đi làm ở những cái tụ điểm mà gái bán hoa đó rồi ha, là đang đi làm. Còn về cái ông cha dượng chắc là ổng đi đá gà hay gì giờ này ổng chưa có về, chỉ có mỗi mình chị Lan lủi thủi trong nhà đó vậy đó. Rồi thì chị Lan cũng tận hưởng cái cảm giác mà giờ nhà cửa có mình rất là thoải mái luôn, không có sự xuất hiện của những người lạ mặt, thì cảm giác này rất là thoải mái tự do luôn. Chị này chị cũng tắm rửa xong ha, rồi ra chị tự nấu mì để mà chị ăn. Thì cũng ăn đơn giản thôi, đập cái trứng chiên lên rồi ăn với gói mì vậy đó. Trong lúc mà chị này chỉ đang ngồi ở bàn, là ngồi ở sau bếp, chị đang ngồi chị ăn vậy, thì chị mới thấy là cái ông cha dượng này ổng cầm con gà ổng đi về. Mà chắc là ổng đá thua hay gì nhìn mặt mày của ổng nhăn nhó dữ lắm. Mà con gà là lông lá te tua rớt ra hết trơn rồi, nhìn con gà nó thảm hại lắm. Hồi trước tới giờ là cái ông cha dượng này cũng có thường xuyên là bắt chuyện với lại là cái chị Lan này, mà chị Lan này chỉ ghét lắm, khinh ra mặt luôn, hỏi cũng không thèm trả lời, nói cũng ngót lơ luôn chứ không có trả lời cái ông cha dượng này lần nào á. Do chị Lan này chị cứ nghĩ thì cái người đàn ông này cũng sẽ đến rồi đi, như là biết bao nhiêu ông cha dượng trước thôi, nên chị cũng không có quan tâm mấy. Mà có điều cái ngày hôm đó lại là một ngày định mệnh của cuộc đời chị luôn. Cái ông cha dượng này sau khi mà ổng đi về, ổng đá gà thua, ổng quạo quạo vậy đó, ổng bực bội quá, ổng đập cái đầu của con gà vô trong cái vách của mé tường thì cái đầu con gà nó bắn máu ra. Thấy cái cảnh đó thì chị Lan chị cũng hết hồn luôn, vì lần đầu tiên mà chị thấy một cái cảnh sát sanh nó bạo lực như vậy. Thì chị Lan chị thấy đàn ông này đập cái đầu của con gà vô trong mé tường thì bị vậy là nó xì máu ra, là nó ngủm rồi, đâu có còn sống nữa. Thì ông này thì ổng mới bật cái bếp ga lên, ổng mới bắt nồi nước và sau đó là ổng làm cái món gà luộc. Khi này cái món gà luộc đã xong nghe, thì cái ông cha dượng này ổng mới kêu: Lan, con ăn gà không? Ra ăn luôn với dượng nè, con gà này nó mập lắm. Thì ông cha dượng này mới nói vậy. Chị này hồi đó là bả đang nằm trong phòng khóa trái cửa lại rồi, thì hồi nãy ăn mì, mặc dù đói quá ăn đại vậy nó cũng lót dạ, nhưng mà ăn mì thì nó ngán dữ lắm, với lại là nó cũng không có ngon lắm. Nên bây giờ nghe có gà luộc, chị này chị cũng thèm chảy nước miếng đi. Một lúc sau thấy chị này vẫn chưa có ra nữa, thì cái ông cha dượng này ổng mới kêu tiếp: Lan, không ăn á, ra là dưỡng ăn hết rồi nghe. Giờ nghe vậy cũng thèm thèm nha. Chị này thôi, chị cũng nhẹ nhẹ chị mở cửa ra. Khi mà chị dòm ra phía sau bếp nha, là chị thấy nguyên một con gà luộc luôn. Mà con gà này là dạng những cái con gà đá nữa, thì nhìn thịt rất là săn. Cái màu ở ngoài là vàng lên, mà khói đang bốc nghi ngút. Kế bên là một cái chén muối ớt đã làm sẵn, ngon cực kỳ luôn. Thì ông cha dượng này ông thấy chị này thấp thò vậy đó, ông mới kêu thôi lại ăn đi Lan, có gì đâu mà ngại, con lại ăn đi. Thì cái ông này ông mới kêu chị Lan lại vậy á, thôi giờ không có ngại nữa, đồ ăn trước mắt rồi, quá là thèm rồi, chị cũng ra chị ngồi chị ăn. Cái ông cha dượng đó thì ông cũng ngồi ông ăn luôn với chị. Và kế bên ông cha dượng này là ông có một cái chai rượu, thì là cái dạng chai rượu trắng bình thường thôi. Ông mới ăn miếng, ông mới uống ly rượu, ông mới hỏi là chị Lan, Lan con uống rượu không, uống với dượng không? Là ổng mới rủ chị Lan vậy đó. Nhưng mà chị Lan này thì chị từ chối, chị không có uống, chị ăn gà thôi. Thì chị này chị tiếp tục chị ăn. Ông cha dượng ổng mới đưa cho chị một cái đùi. Thì lúc này chị cảm giác được, giống như là chị cảm nhận được tình cảm của một cái người cha vậy đó. Rồi thì chị cũng vui vẻ, chị nhận cái đùi đó thì chị ăn. Ăn rất là ngon lành bình thường thôi. Khi đó thì chị Lan này với lại là cái ông cha dượng, hai người mới bắt đầu là nói chuyện với nhau. Từ trước tới giờ là chị Lan này chưa từng nói chuyện với cái ông này. Chỉ biết ổng là người tình của mẹ mình vậy thôi. Chứ còn ổng làm gì, ổng là ai, ổng đến từ đâu thì chị Lan này không có quan tâm. Hồi trước giờ chị không có biết. Nhưng mà bữa nay nhờ có cái con gà luộc đó, thì chị với lại là ông cha dượng này đã có cơ hội nói chuyện với nhau. Thì sau khi ăn con gà thì hai người cũng đã nói chuyện được 2 tiếng đồng hồ luôn. Thì khi này là chị Lan trong lòng chị cởi mở hơn, chị bớt đề phòng hơn với cái người yêu của mẹ mình như vậy. Ông cha dượng này ổng ăn một miếng gà thì ổng sẽ uống một miếng rượu. Sau khi mà con gà này cũng gần sạch sẽ thì ông cha dượng này ổng cũng sai hơi mềm mềm rồi. Sau khi ăn xong thì ông cha dượng ổng mới kêu là chị Lan đi vô phòng ngủ đi, để ổng rửa chén đồ cho. Rồi thì thôi, ông cha dượng dành rửa chén để ông rửa chén, chứ mình cần gì mình phải hiếu thảo với lại một người lạ vậy. Chị cũng đi vô trong phòng, chị nằm, chị khóa cửa lại nha. Thì ngoài này mới nghe thấy cái tiếng lụp cụp là ông cha dượng này ông rửa chén đó. Sau đó tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ là không nghe động tĩnh gì nữa hết. Khi này chị Lan chị mới nghe thấy cái tiếng gõ cửa, ông cha dượng mới kêu cửa. Bữa nay mẹ nhờ dượng đưa tiền cho con, cho ngày mai con đi học nè, con ra lấy đi. Thì nghe như vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Thường thì là mẹ của chị Lan này sẽ cho tiền chị tầm khoảng 1 tuần thì mẹ sẽ cho tiền chị 1 lần. Rồi lâu lâu bữa nào mà mẹ có khách đông hay gì đó thì mẹ cũng cho chị nhiều thêm một chút. Mặc dù hai mẹ con không có nói chuyện với nhau nhiều, nhưng mà mẹ vẫn chu cấp tiền cho chị Lan này cũng khá là đầy đủ. Rồi thì nghe là mẹ đưa tiền cho mình, chuyện này cũng bình thường thôi. Khi đó thì chị mới mở cửa ra, thấy là trên tay của ông dượng này mới có là 2 cái tờ tiền, là 2 cái tờ 500.000 luôn. Khi đó là cũng khá là nhiều luôn á ha. Sau khi mà nhận tiền xong thì chị này chị cũng lấy tiền xong và chị đuổi ông này ra để chị đóng cửa lại. Chị cũng không có cảm ơn gì đâu nghe. Thì khi đó ông cha dượng này ông mới lên tiếng, ông hỏi mượn đồ. Ông cha dượng ông mới hỏi chị Lan là có cái đồ cắt móng tay không, cho ông mượn đi, cái móng tay của ổng ra dài quá, bây giờ nó ngứa quá trời hà, ngủ không có được. Thì khi mà ông nói chuyện là cái hơi men nó phà thẳng vô trong mặt của chị này, rất là hôi rượu luôn. Do hồi nãy giờ ngồi cả 2 tiếng đồng hồ thì ông này ông uống cũng cả rất là nhiều rượu luôn, uống cả chai rượu luôn đó. Thì giờ ông cũng hơi xỉn xỉn ngà ngà vậy đó. Rồi thì chị này chị cũng quay trở vô trong phòng để mà chị kiếm cái đồ cắt móng tay để mà cho cái ông cha dượng này mượn. Đang cái lúc mà chị đi vô trong phòng của mình thì cái cửa phòng vẫn mở. Ông này ổng tranh thủ cơ hội đó, ổng nhào thẳng vô trong phòng, ổng ôm lấy cái chị Lan này. Và ổng có một cái ý định là ổng muốn xâm hại chị này. Nhưng mà chị này chị trẻ cũng khỏe mà, sức của chị cũng mạnh lắm, chị chống đối rất là dữ dội luôn. Mới đầu là chị đã đẩy ổng ra được rồi, thì chị chỉ thẳng vô trong mặt của ổng, đuổi ổng ra khỏi cái phòng. Ông đi ra khỏi đây đi, chứ không tôi về tôi mét mẹ tôi đó. Chị Lan chỉ hùn vậy, cứ tưởng là ông này cũng sẽ sợ không à. Nhưng mà ổng nào có phải sợ mẹ chị đâu. Mẹ chị chẳng qua chỉ là một người tú bà thôi. Còn cái ông này ổng cũng có phải dân đàng hoàng đâu, cũng là dân cờ bạc đá gà vậy đó. Thì ổng có ngại ai đâu mà mét với chả mét. Thì ông này nghe lời thách thức vậy, ổng càng nhào vô, ổng ôm cứng lấy người chị. Với một cái người đàn ông có vẻ ngoài cao to dạm dở vậy thì sức lực của chị Lan không có cách nào mà chị chống trả lại được hết trơn á. Chị này chỉ cứ cựa ngoại rồi chị la hoài à. Trong cái lúc mà chị này chỉ la làng quá trời vậy đó, cái ông cha dượng này ổng mới lấy cái gối nằm của mình á, ổng lấy cái gối kế bên rồi ổng đè chặt xuống dưới mặt của chị này để mà cho chị im đi, chị đừng có la nữa. Trong lúc đó thì tay chân của ổng giở trò, ổng sờ soạn cái này cái kia rồi ha. Rồi thì một lúc sau là không thấy cái chị này nhúc nhích cựa ngoại gì nữa hết trơn á, chị đã tắt thở, chị chết rồi. Khi đó thì ông này ổng thấy là hơi giật mình rồi nha, ổng mới mở cái gối ra. Khi đó ổng mới thấy là cái chị này á, cái miệng của chị á thì hả ra, còn hai con mắt của chị thì trợn ngược luôn, nhìn trân trân như trong mặt của ổng vậy đó. Mà lúc này ổng xỉn, ổng không có sợ gì hết trơn á. Ổng thấy như vậy thì ổng có hết hồn thôi. Mới đầu là ổng tính ổng bỏ chạy, nhưng mà ông dòm lại cái cơ thể của chị này ở cái tuổi trăng tròn đó, là con gái còn zin nữa, bây giờ bỏ thì uổng quá. Nên ông này, ổng đã làm cái hành động thú tính trên cái thể xác của chị này như vậy luôn. Khi đó thì chị Lan này chị đã trút cái hơi thở rồi, chị không có còn sống nữa. Là ông này ổng làm cái chuyện đồi bại trên cái thể xác của chị này như vậy luôn. Sau khi mà ổng thỏa mãn cái thú tính của ổng xong thì hồi này là men rượu bắt đầu là vơi dần rồi, ổng từ từ ổng tỉnh táo ra. Thì lúc đầu là ổng suy nghĩ cách nào để che giấu cái sự việc này, thì ổng mới quyết định là ổng đi ra phía sau giường á. Do ở phía sau nhà của chị là có nguyên một cái giường ngoài đó luôn, thì giường cây trồng tùm lum cây trái vậy đó. Ông này ổng mới đi ra ở một cái chỗ trống, ổng mới đào sâu xuống. Sau đó ổng mới lấy cái mền của chị này, ổng quấn cái mền xung quanh và ổng bỏ cái xác của chị này xuống, và ổng đã chôn chị này ở ngay tại sau nhà của chính cái mảnh đất này luôn. Thì bữa hôm đó là trời vẫn mưa lâm râm vậy đó. Sau khi mà ổng chôn xong á là mưa đồ á, đất á, nó cũng dẻ xuống. Ông này ổng cũng tinh vi lắm, là ổng mới lấy cái xẻng á, ổng đập đất cho dẹp xuống, là nhìn đất ở chỗ đó láng o giống như là những chỗ khác vậy đó. Với lại là cái khu vực cái ngôi nhà này á, là cách với những ngôi nhà khác cũng xa xa, chứ không phải là nhà sát nhau như ở trong nội thành của thành phố đâu. Còn khu vực cái vườn cây ở phía sau nhà thì ít có khi nào á mà bà Tám này bà đi ra ngoài đó lắm. Sau khi mà làm xong mọi việc hết á, ông này ổng vô ha, ổng sắp xếp lại hiện trường. Cái ông cha dượng này ổng vô, ổng làm như chưa có chuyện gì hết trơn á, rồi ổng lên giường ổng nằm ổng ngủ ngon ơn à. Tới cái tầm hừng sáng ngày hôm sau là bà Tám mẹ của chị Lan mới đi làm về. Thì khi này đi về á, dòm vô trong phòng không thấy con gái mình, thì bà Tám bà mới hỏi cái ông cha dượng: Ông có thấy con Lan đâu không? Bộ nãy đi chưa về hay gì vậy? Cái ông cha dượng này ông trả lời giống như là ông không có biết gì hết trơn á. Tôi không có biết nữa bà ơi, ngày hôm qua đi về tới nay á, tôi chưa có thấy nó về. Đó là cái ông cha dượng này ông vô vai một diễn viên xuất sắc vậy đó hen. Rồi thì qua ngày hôm sau nữa, bà Tám vẫn chưa có thấy chị Lan đi về. Hồi này thật sự là chỉ hỏi cho có vậy thôi, do hàng ngày thấy quen rồi. Bữa nay không thấy nữa thì bà Tám thấy thiếu, chứ thật ra là cũng không phải là yêu thương con mình dữ lắm đâu, cũng không phải là quan tâm lắm. Thì khi mà thấy chưa về vậy đó, bà Tám này mới lại tiếp tục hỏi ông cha dượng. Thì ông cha dượng mới nói: ai biết đâu, tôi cũng đi mới về nè, tôi cũng không có thấy nó nữa. Trong tầm khoảng một tuần á, là bà Tám này không có thấy chị Lan đi về nhà. Ở trên trường á, người ta cũng có gọi điện về thông báo cho bà Tám, nói là chị Lan á, hôm rày á, cúp học không biết đi đâu, là người ta gọi điện về người ta thông báo vậy đó. Còn về mặt của bà Tám á, thì bà Tám cứ nghĩ là chắc chị Lan á, đi đâu đó đi chơi với bạn bè hay gì, nên là chưa có về nhà. chứ hổng có nghĩ là con gái của mình bị chính người tình sát hại như vậy luôn. Rồi thì tới một tuần sau, thì tới cái ngày hôm này á, là bà Tám bà đi làm về trong cái lúc là 4 giờ mấy sáng đó, thì bà Tám về tới nhà, bà Tám mới thấy là chị Lan á, đang ngồi ở phía sau bếp á. Chị Lan đang ngồi mà cái đầu chị Lan gục xuống, ngồi thừ lừ ở trên cái ghế sau bếp vậy đó. Thì khi này là bà Tám bà mới thấy con gái của mình, bà Tám mới hỏi: "Mày đi nay mới chịu về nhà đó hả? Thôi tắm rửa ngủ sớm đi." Bà Tám cũng chỉ nói một câu vậy thôi chứ cũng không có quan tâm. Chứ gặp mà như là con cái của người ta yêu thương ha, là vừa thấy về vậy là sốc đầu lên chửi liền luôn á. Chứ ở người ta lo lắng dữ lắm. Còn bà Tám này thì bà không có, chỉ hỏi qua lo cho có chút xíu vậy thôi. Rồi bà Tám này cũng đi vô tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ. Sáng ngày hôm sau á, bà Tám này thức dậy lại không có thấy chị Lan đâu hết. Thì bà Tám lại hỏi cái người yêu của mình, hỏi là hôm qua con bé Lan nó về hồi nào vậy, ông thấy không? Thì cái ông này á, khi mà nghe nhắc tới chị Lan thì cái ông cha dượng này ông hết hồn. Thì bà Tám bả trả lời thản nhiên thôi: "Ngày hôm qua em thấy nó ngồi với bếp, nó ngồi nó ăn đó. Thì sáng dậy không biết đi đâu nữa rồi, đi mất tiêu rồi." Nghe tới đây là cái ông cha dượng này ông hơi rấm rớm mồ hôi, hơi ớn ớn rồi nghe. Mà khi đó thì ổng không có nói ra, cái mặt của ổng chỉ rớt vài giọt mồ hôi vậy thôi. Tới tối ngày hôm sau nữa thì tới lượt cái ông cha dượng này ổng thấy rồi. Ổng đi ra phía sau bếp á, thì ổng thấy nguyên hình bóng của chị Lan luôn. Chị Lan á, đang ngồi trên ghế. Tóc của chị á, bình thường á, thì chị để qua ngực một chút xíu. Thì tóc của chị khi này á, là xả xuống rũ rượi. Mặc đúng cái bộ đồ hôm bữa. Ở trước mặt chị á, là một cái đĩa gà, với lại á, là một cái chai rượu và một cái ly rượu nữa. Thì chị này chỉ cúi gằm mặt xuống vậy đó. Ở dưới bếp á, là có một cái bóng đèn mà là được thắp bằng cái bóng đèn màu vàng vàng đó, dòm ở trên dòm xuống thì thấy cái cảnh nó rất là kinh dị luôn. Thì chị này chỉ cứ ngồi im, cái đầu của chị thì sụ xuống vậy đó, mà dòm một cái thôi là cái ông cha dượng này ông biết là chị Lan rồi. Làm sao mà nhìn không ra được. Thì khi này có mình ổng ở nhà, ổng ớn quá trời, ổng sợ, mới bắt đầu là ổng thấy vậy là ổng co giò co cẳng ổng chạy. Ổng chạy đi thẳng tới nhà của bạn bè ổng luôn, chứ ổng không dám ở nhà một mình. Tới tầm gần sáng á, canh tới giờ mà bà Tám bà đi về thì cái ông cha dượng này ổng mới đi về luôn. Bà Tám thì bà cũng không có nghi hoặc nhiều về cái ông cha dượng này đâu. Thì bình thường cái nghề của ổng cờ bạc mà. Cái ông này ổng đi chơi đánh bài tới sáng luôn thì cũng là chuyện rất là bình thường. Thì rồi sau khi mà về hai người gặp nhau vậy đó mới đi chung về nhà. Khi mà về nhà rồi bà Tám vẫn không có thấy con gái mình đâu. Bà Tám này thôi cũng kệ luôn, tắm rửa rồi đi ngủ. Thì cứ nghĩ là chị Lan đi chơi vài ngày rồi sau đó chị sẽ tự về mà thôi. Rồi bẵng đi vài ngày. Tới sáng ngày hôm đó thì thường là cái bà Tám này bà đi về nhà có lúc tầm 4 giờ mấy. Thì 5 giờ bà sửa soạn xong rồi bà đi vô giấc ngủ. Thì bà Tám này bà ngủ tầm khoảng được 15 phút thì bà mới giật mình bà tỉnh dậy. Do là bà Năm cảm thấy ở bên người của mình nó sao mà nó lạnh dữ trời lạnh vậy. Nó lạnh một cách ớn hồn luôn. Thì do cái sự lạnh lẽo đó đã khiến cho bà Tám phải thức dậy. Thì bà Tám mới vừa mở mắt ra, đang buồn ngủ mà lim dim bà Tám mới dòm thì mới thấy là con gái của mình là chị Lan đó đang đứng ở kế bên đầu giường. Mà cái đầu của chị Lan thì gục xuống, không có thấy được cái phần từ trán dòm lên đâu, chỉ thấy được từ ở mũi dòm xuống thôi. Thì thấy cái mặt sụ sụ vậy đó. Cả người chị này đứng thì thõng tay chân xuống, buông thõng xuống vậy đó, không có nói năng gì trơn. Chị cứ đứng im đó hoài. Thì bà Tám này bà thấy vậy, bà nói: "Trời đi ngủ đi Lan, mày về rồi thì mày ngủ đi, để cho tao ngủ nữa." Thì bà Tám bà mới kêu là chị Lan đi ngủ vậy đó. Hôm rày trong lý trí của bà Tám vẫn chưa có hề nghĩ tới việc là con gái của mình nó đã chết rồi. Bà Tám mà không có nghĩ tới. Nên bữa nay thấy cái vong hồn của chị Lan đứng kế bên đầu giường của mình thì bà Tám cũng không có nghĩ gì hết. Thì mới kêu là chị Lan đi ngủ vậy đó. Sau đó thì bà trùm mền lên bà nằm ở ngủ tiếp. Mặc dù nằm ngủ vậy đó chứ bà Tám này cảm thấy là người mình nó cứ lạnh hoài ha. Trong khi cái phòng thì không có gắn máy lạnh đâu, chỉ có sắm cái quạt cho không có mũi thôi. Còn về cái ông cha dượng kia thì khi đó ông cha dượng ổng nằm ở kế bên, ổng cũng nằm ổng ngủ vậy đó. Được tầm khoảng 15 phút sau nữa thì cái bà Tám này bị đánh thức bởi cái tiếng la của cái ông cha dượng này. Thì ông cha dượng là ra. Khi mà bà Tám mới thức dậy thì thấy cái mặt của ông cha dượng này hoảng hốt lắm nghe. Cái mặt của ổng xanh lè xanh lét, mồ hôi chảy ướt người ướt tóc tai hết trơn à. Mà hai cái tay của ổng đang tự vịn lấy cổ của ổng vậy đó. Ổng mới la làng la xóm vậy đó. Thì cái bà Tám này mới chạy mới hỏi: "Ủa, ông làm gì ông la với vậy? Ngủ không ngủ đi la làng la xóm cái gì vậy?" Thì cái ông cha dượng này ổng đã giết người mà, ổng nằm ổng mơ thấy cái gì thì sao mà ổng dám kể cho bà Tám này nghe được. Thì ổng mới nói xạo là ổng gặp ác mộng vậy thôi. Rồi thì ổng nằm xuống, ổng ráng nằm ổng ngủ, ổng cứ nằm vậy đó, ổng nhắm mắt lại mà trong người của ổng là ổng cứ cảm thấy nó rợn rợn thì sao đâu, cứ cảm thấy là vong hồn của chị Lan cứ đứng ở sát bên cạnh ổng. Cứ hở mà ổng chìm vô giấc ngủ nha, thì ổng sẽ thấy là chị Lan xuất hiện ở trong giấc ngủ của ổng. Mà cái mặt của chị Lan xanh lè à, chị Lan cứ đứng, chị Lan cười không à, cười thẳng vô trong mặt của ổng vậy đó, không có làm gì, cứ đứng cười hề 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 hề. Mà cái ông này ổng thấy cái cảnh đó trong giấc mơ là ổng cứ khủng hoảng hoài à. Rồi có những lúc là cái ông cha dượng này ổng thấy chị Lan hiện về và bóp cổ ổng, đòi ổng trả mạng. Cứ liên tục tầm một tháng vậy đó thì thấy cái ông cha dượng này ổng hơi xuống tinh thần này nha. Người của ổng là cũng hơi ốm lại chứ chưa có ốm lắm đâu. Vào những cái buổi mà ổng đi chơi cờ bạc, đi chơi đá gà, cứ sau tầm một tháng đó ổng chơi ván nào cũng thua. Ổng bắt con gà nào thì con gà đó nó cũng đá thua hết trơn á. Chơi bài toàn là thua người ta không à, tiền bạc đâu có còn bao nhiêu đâu. Cuối cùng thì tiền bạc của ổng cũng lụi sạch sẽ, không có còn gì. Tới tối ngày hôm đó, ông này do ổng thiếu tiền, ổng là một cái con ma cờ bạc mà, ổng thiếu tiền chơi thì ổng ghiền chịu đâu có nổi, ổng mới trộm tiền của bà Tám này. Thì bữa hôm đó biết chỗ để tiền của bà Tám ổng cũng lại ổng trộm một ít tiền của bà Tám. Sau đó ổng cũng đi chơi và tất nhiên là ổng chơi cái gì cũng thua sạch sành xanh luôn. Tới tầm khoảng 4 giờ mấy sáng thì bà Tám này khi bà đi về nhà, bà đem cái tiền hôm nay bà kiếm được bà cất, thì bà mới phát hiện là cái số tiền của mình nó bị phơi đi, là biết bị mất rồi. Và cái người ăn trộm không ai khác luôn, bà Tám bà biết chính là cái người cha dượng này chứ không ai hết. Chứ còn con gái của mình mặc dù hồi trước vợ không có dạy dỗ nó, chứ nó không có cái tính ăn cắp. Tiền thì biết bà Tám để đó chứ nhỏ lớn là chưa có ăn cắp đồng nào của bà Tám hết trơn á. Nên là bà Tám loại bỏ cái nghi ngờ là chị Lan ăn cắp. Và về nhà thì bà Tám thấy cái ông cha dượng này đang nằm trên giường á, đang nằm ngủ khò khò vậy đó. Thì bà Tám này mới giật đầu cái ông cha dượng nó dậy và hỏi: "Ông lấy tiền của tôi phải không? Ông lấy bao nhiêu? Trả đây." Thì cái ông cha dượng này mới đầu là ông chối, nhưng mà chối làm sao qua mặt được một cái người lão luyện già làng như là bà Tám này. Rồi thì sau đó ông này cũng nhận luôn, ông mới xin lỗi bà Tám. Thì đang lúc nói chuyện là cái mặt của ông này quay vô trong nhà, còn mặt của bà Tám là đứng quay ra ngoài. Thì đang lúc nói chuyện là bà Tám này bà mới thấy chị Lan đang đi ở ngoài thềm ba, đi ngang qua cái thềm ba. Thì thấy như vậy bà Tám này mới lên tiếng: "Ủa Lan, mày về rồi đó hả?" Vừa nghe như vậy thì cái ông cha dượng này ổng lại đứng hình thêm một lần nữa. Là do ngày hôm đó chính tay ổng đã chôn chị Lan này rồi, thì làm gì mà có cảnh chị Lan đi qua ở trước thềm ba. Thì nghe như vậy là ông này ổng quýu người rồi, cả người của ổng cứng ngắc luôn, tim của ổng bắt đầu là đập nhanh lên, mà mặt của ổng căng thấy rõ luôn. Bà Tám bà thấy như vậy bà hỏi: "Ủa ông làm gì mà cái mặt của ông căng như dây đàn vậy? Ông làm gì xấu hả? Ông lấy tiền nuôi gái phải không?" Thì khi nãy là cái ông cha dượng này ổng nghe vậy thì ổng được hoàn hồn. Ổng nói: không có em ơi, anh lấy ông quýnh bài, anh nói thiệt, anh lấy nhiêu đó là ổng kể ra ổng lấy nhiêu đó. Thì điếm lại là đúng thiệt nhiêu đó, ổng mới chơi quýnh bài, ổng thua là thiệt luôn. Nhưng mà những cái ngày này ổng cứ cảm thấy là cái vong hồn của chị Lan đi theo ổng, khiến cho ổng phải suối quẩy, xui xẻo tất cả mọi thứ. Thì ổng cũng hơi ớn rồi nha. Mà về cái phần mẹ của chị Lan, cái bà Tám này, con cái của mình đi đâu một khoảng thời gian cả 1 tháng mấy 2 tháng trời luôn mà không có hề đi tìm kiếm, không có hề hỏi han những người quen gì của nó để tìm nó hết trơn á. Hôm rày á là bà Tám này đã nhìn thấy vong hồn của chị Lan mấy lần luôn rồi mà bà Tám này không có để ý. Thấy con gái của mình vậy vậy đó, chỉ thấy lúc buổi tối không à, mà buổi sáng không có thấy đâu hết. Bà Tám này đâu có nghi hoặc nghi ngờ gì đâu. Rồi thì thời gian cứ thấm thoát vậy trôi qua, không biết làm sao á mà cái bà Tám này lại quen cái ông cha dượng này được một khoảng thời gian khá là dài nha. Thời gian này là cắt cái thời gian mà xảy ra cái chết của chị Lan là đâu cũng tầm khoảng hơn nửa năm đó. Thì buổi này là không biết làm sao, cái bà Tám này bà rảnh rỗi, buổi sáng bà mới đi ra vườn ở phía sau để mà bà hái trái cây. Do ở phía sau là có trồng mấy cây ổi, mấy cây xoài nữa. Thì bà này bà mới ra bà hái ổi bà ăn. Và cái cây ổi này là nằm kế bên cái chỗ mà hôm bữa cái ông cha dượng đã đào và chôn chị Lan này xuống. Mà khi này đất đai ngoài đó đã vẽ xuống rồi, nhìn chỗ nào cũng như chỗ nấy chứ không có dòm ra cái khu vực nào là cái chỗ mà chị Lan bị chôn đâu, dòm là không có biết. Thì cái bà Tám này cứ ra ngoài đó, ra hái ổi, hái xoài bình thường vậy đó. Sau khi mà hái xong rồi á, đem vô trong nhà, thì lúc này là cũng tầm buổi trưa trưa nha. Bà Tám này á, bà mới kêu cái ông cha dượng á, ra ăn trái cây chung với bà. Thì bà Tám bà cũng rửa sạch sẽ rồi gọt sẵn để vậy đó, có muối đậu chấm nữa rất là ngon lành. Đang lúc hai người vừa nói chuyện vừa cười, vừa ăn uống với nhau vậy đó, thì á, cái bà Tám này mới thấy là chị Lan đang đi ở phía sau bếp đi lên. Thì thấy cái chị này đầu tóc thì cũng cúi gằm xuống vậy đó, mà mặc cái bộ đồ, nhìn cái bộ đồ thì nó lấm lem lắm, giống như là bộ đồ mà thời gian dài không giặt á, nó hơi ngã vàng vàng, nó hơi nâu nâu, nhìn cái bộ đồ nhìn nó lem luốc dữ lắm. Cái bà Tám này thấy chị Lan mặc bộ đồ mà sao nó hơi dơ dơ như vậy, bà Tám mới hỏi: "Ủa Lan, mày chịu về rồi đó hả? Mày làm gì mày mặc bộ đồ thấy gớm vậy?" Cái bà Tám này thấy là chị Lan đi từ dưới bếp vậy đó, đi thẳng vô trong phòng, rồi đóng cửa phòng lại, thấy rất là rõ ràng như vậy luôn. Khi mà nghe là bà Tám này gọi tên chị Lan vậy thì cái ông cha dượng này cũng hết hồn nữa. Hôm rày trong cái khoảng 6 tháng này thì cái ông cha dượng này đã bị hết hồn rất là nhiều lần. Do là bà Tám đã nhìn thấy cái linh hồn của chị Lan mà bà Tám lại không biết là con gái của mình đã chết vậy nữa. Bà Tám cũng không để ý luôn. Thường là tới ngày tới tháng là bà Tám sẽ cho tiền chị Lan, nhưng mà lâu lắm rồi không thấy xin tiền thì bà Tám này bà cũng kệ luôn, không có quan tâm. Vừa khi mà nghe tới đó thì cái ông Tám này ổng lại quýu người nữa, mồ hôi của ổng lại bắt đầu chảy ra nữa. Thì khi này bà Tám chỉ vô tình nói sơ qua thôi: "Trái cây ngoài vườn của ông Nhận trồng ngon thiệt." Thì vừa nghe tới trái cây ở ngoài vườn thì cái ông này ông biết là ở ngoài vườn sau nhà rồi, vườn nhà của bà Tám rồi chứ còn ai nữa. Thì nghe tới đây thì cái ông Tám này không biết tự nhiên sao ông phun hết cái mớ trái cây ra luôn. Ông phun phèo 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 ra, mà ông phun đường nào nữa. Hồi nãy giờ ông ăn cũng hơi bị nhiều rồi. Sau khi mà ông này ông ngã ra đất, ông nằm ông xỉu tầm khoảng 5 phút thì bắt đầu là ông ngồi dậy. Ông đi với cái tướng mà yểu điệu thục nữ lắm, đi với cái tướng của con gái đó. Khi đó thì ánh mắt của ông cha dượng này cái mặt của ổng nhìn là không có thần sắc gì hết trơn cái mặt trắng bệch à, mà hai con mắt là nhìn chăm chăm tới phía trước một hướng, thấy ông này là ổng không có chớp mắt luôn nha. Ổng cứ cắm đầu ổng đi vậy đó. Ông cha dượng này ổng mới đi ra, ổng lấy cái chiếc xe máy của bà Tám, ổng đội nón lên, sau đó ổng lên ga, ổng chạy một cái dèo đi đâu đó không biết. Trong khi là bà Tám này có lên tiếng hỏi hoài, ông này cũng không trả lời. Thì sau đó là bà Tám này cũng lên theo một chiếc xe và dí theo cái ông này, coi là ông làm cái gì vậy. Sao tự nhiên ông có thái độ kỳ quá, giống như là một con robot vậy đó. Thì khi mà chạy theo thì cái bà Tám này bà hết hồn, vì thấy là cái ông cha dượng này ông quẹo vô trong cái đồn công an. Thì bà này bà là một cái người làm việc trái pháp luật vậy, mà thấy cái ông cha dượng này đi vô cái đồn công an thì bà cũng hơi quýu quýu, mà thôi giờ cũng ráng chạy theo luôn chứ biết làm sao. Bà Tám này cũng đi theo cái ông cha dượng này tới cái đồn công an. Thì khi đó đã thấy ổng ngồi trước ở chỗ cái bàn làm việc của những người cán bộ rồi, mới nói là: "Bắt nó đi, nó giết tôi nè, bắt nó đi. Mà cái giọng của cái ông cha dượng này hồi nãy là nghe cái giọng của ổng nó mảnh mà nó trầm dữ lắm nghe. Chứ bình thường là cái giọng của ông này nghe nó đặc lắm, nghe cái giọng men lì lắm. Mà khi này nghe cái giọng thì nó hơi ché ché, hơi é é chút xíu. Nghe như vậy thì những cái người cán bộ đó anh ta cũng hết hồn, là ông này ông nói gì vậy. Thì một lúc sau cho ông vô trong phòng. Thì ông này cũng vô đây, ổng mới nói chuyện trực tiếp với cái người cán bộ. Thì khi mà nói chuyện á, cái người này tự xưng là chị Lan. Chị Lan này chỉ mới nói là bị cái người đàn ông này nè, cái ông cha dượng này nè, giết vào ngày hôm đó, giết làm sao, rồi chôn cất ở chỗ nào. Chị Lan á, nhập vô trong người của ông này và kể hết, khai báo hết luôn. Còn cái bà Tám này, bà ngồi ngoài thì khi đó bà chưa biết chuyện gì đâu, đang ngồi để đợi thôi hà. Đợi tầm khoảng hơn nửa tiếng sau thì mới thấy là những cái người công an á khiêng cái ông này ra và bắt thẳng ổng vô trong cái phòng tạm giam luôn. Sau đó thì những cái người công an này mới kêu bà Tám là dẫn về nhà đi. Thì những người công an này chở theo nguyên một cái xe là cũng gồm mấy cán bộ đó, là mới đi xuống sau nhà của bà này, đi thẳng một cái, đi thẳng ra ngoài giường luôn. Rồi nghe theo đúng cái lời mà hồi nãy á, là chị Lan chỉ nhập vô trong xác của ông cha dượng, nó chỉ nói ở đâu đó, cách cái cây đó mấy mét hay sao đó, ta cứ canh theo vậy và người ta đào lên. Thiệt sự khi mà đào lên thì mới thấy cái xác của chị Lan hồi này là đã phân hủy rồi nghe. Ở ngoài là có một cái lớp mền. Cái mền này chính là cái mền của chị luôn. Cái mền đã bọc người của chị lại. Mà cái mền này do đất đai rồi, thời gian qua nắng mưa rồi, nó cũng muốn rụt rụt luôn rồi. Thì đem lên là thấy cái xác của chị nó đã phân hủy khá là nhiều. Nó muốn rã thịt đồ ra hết trơn rồi. Mà dòm ở ngoài á, cái bộ đồ đó chị mặc, thì cái bà Tám hồi này bà mới ngỡ ngàng ra là con gái của mình á, đã bị chết như vậy. Không biết tại sao lại chết như vậy luôn, mà lại được chôn ở sau giường nhà như vậy nữa. Thì bà Tám hồi này bà hết hồn. Mà hết hồn gì bà Tám bà sợ, chứ không phải là bà lo lắng gì cái người con gái của mình bị giết chết vậy đâu nghe. Rồi thì sau đó công an cũng bắt cái ông này á, và tuyên án ổng là cho ổng bị tử hình luôn. Còn về cái bà Tám này thì sau khi cái chết của chị Lan này diễn ra xong thì cái bà này lối đầu thì bà cũng vô tâm lắm. Bà cũng cho người tới là đào một cái mộ, rồi sau đó mua cái quan tài bỏ chị này vô, an táng cho chị vậy thôi, chứ không có hề làm đám dỗ, đám quải, cũng không có cúng kiến gì đâu. Một khoảng thời gian ngắn sau thì cái chỗ làm của cái bà Tám này, cái tụ điểm của bà, thì bị những cái người công an tới và dẹp luôn. Bà này bà cũng bị bắt luôn. Còn cái bà này thì bà bị phạt, hình phạt như thế nào thì Như cũng không có được kể nữa, nên là cũng không có biết ha. Chỉ biết là cái ông cha dượng đó cuối cùng thì ổng đã bị tuyên án tử hình như vậy. Cái kết này thiệt sự là thích đáng. Nhưng mà thấy thương nhất trong câu chuyện này luôn chính là chị Lan, đã sinh ra trong một cái gia đình không may mắn như vậy, thậm chí còn không có biết cha của mình là ai nữa, đã bị chính người tình của mẹ mình giết mình xong, rồi còn làm cái chuyện đồi bại trên cái xác chết của mình như vậy nữa. Thì tội nghiệp nhất cũng chính là chị Lan này mà thôi ha. Rồi thì câu chuyện này cũng đã kết thúc tại đây. Như tính là sẽ kể thêm một câu chuyện nữa, mà tới đây thì cái điện thoại của Như cũng hết pin rồi, nên là chắc hẹn lại quý vị ở tập sau nha. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu quý vị thấy hay nhớ để lại cho Như một nút like và bấm nút đăng ký ở cái phần quả chuông bên dưới. Nếu được hơn nữa thì quý vị mình cùng chia sẻ để cho những khán giả khác có thể là biết tới kênh của Như, gửi chuyện về cho Như. Thì mỗi ngày Như sẽ có chuyện để Như kể phục vụ quý vị giống vậy ha. Và quý vị nào mình có những câu chuyện thì quý vị có thể gửi về cho Như thông qua Zalo, Facebook và Gmail bên dưới màn hình, để Như cùng chia sẻ câu chuyện của các bạn đến khán giả ở trong và ngoài nước nha. Nếu câu chuyện của các bạn mình đã gửi qua những cái kênh khác rồi thì quý vị cũng có thể gửi lại cho kênh của Như, vì mỗi người mình sẽ có một cách diễn đạt khác nhau thì sẽ tái hiện là những câu chuyện nó theo một cái màu sắc khác nhau ha. Thì quý vị đừng có ngại, cứ gửi về cho Như nha. Rồi ngay bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc quý vị sẽ có một ngày thì là vui vẻ nha. Bye bye.